Hello, Đình Thái chào các anh ơi. Hôm nay em gửi tới các anh những cái thiết bị điện, rồi eto, còn những cái thứ mà em chưa bán được thì em đăng lại. Và rồi coi như là cái clip khai xuân đầu năm thì tất cả những cái món hàng em gửi tới các anh để các anh xem coi cái thứ là nó có rẻ không, nó có thể mua được không cho những cái anh đang cần. Rồi Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người. Em luôn cầu chúc cho các anh được nhiều sức khỏe. Rồi cái clip của ngày hôm nay em gửi tới các anh là eto và máy mài hai đá, máy mài nước. Em gửi tới các anh là các anh xem coi thử là nó có hợp lý không, thử hộ em nha. Đây là số điện thoại của em 0903588867. Em để nơi đây. Rồi các anh cứ nhắn tin vô Zalo cho em hay là nhắn tin SNS cũng được. Rồi đầu tiên thì em gửi tới các anh cái con Eto này. Em còn lại một con này thôi nhá. Cái con Eto này là cái con này nó là hiệu là ba tên như gì đó các anh à. Nó là thương hiệu nè. Color gì đó. Hàng hàng rất chất như các anh nha. Đây. KOZ. Nó có chữ Nhật ở chỗ này. Và điều đặc biệt em muốn nói rằng là nó đang còn rất mới nha các anh nha. Nó tà tải của nó nặng của nó là tới 22 kg nha các anh nha. Nặng 22 kg. Đồ của nó là nội đồng khối đá lắm các anh nè. Anh nhìn xem. Ngàm của nó là 105 mà mở được 150 nha. 150. Nó mở rộng nó các anh nha. Rồi cái điều quan trọng nữa là cái ngàm của nó. Anh nhìn thấy không? Nó đang còn mới luôn nha. Nó đang còn mới kinh kít luôn các anh, mới kinh kít luôn. Nhưng mà con này đặc biệt cái là nó có được hai cái miếng, nó gọi là gần như là hai cái miếng sáp, hai cái miếng mút gì đó để nó gạt đi những cái phần ba dớ mà mình khoan mà nó rớt xuống á, thì đến khi mà mình vặn ra vặn vô á là nó quét sạch luôn nha. Hai đầu hai cái anh nhìn xem này, hai đầu hai miếng. Hàng này hơi bị độc, nặng nặng lắm các anh nha, nặng 22 kg nha. Cái độ mở của nó là các anh nè. Độ mở của nó là 150 nha các anh nha. 150. Ngàm của nó là 100 107 các anh nha. 107 nè. Nói chung là nó ngoài 100. Đó, ngoài 100 nha. Còn mở ra thì là 150. Các anh nhìn xem nha. Còn cái phần này nè, cái phần miệng là cái phần quan trọng nhất á, là đang còn mới luôn nha các anh nha. Đang còn mới giống như là cái ngàm của nó mà người ta chỉ xài một vài lần vậy thôi. Nó đang còn mới kinh kít luôn các anh. Anh nhìn xem nha. Bây giờ em đóng lại nha. Em đóng lại cho các anh xem nè. Rất là êm nha. Em đã vệ sinh sạch từ trong ra ngoài rồi nha. Về các anh chỉ việc bắt con ốc cho nó. Đặt lên bàn bắt con ốc cho nó. Rồi sử dụng thôi. Rất là êm. Giá mà cái giá em bán là cái giá đầu năm nè, các anh nhìn xem nè. Giá em bán về nhà là 2 triệu tư nha. 2 triệu 400 ngàn. Nó nặng 22 kg các anh nha. Nặng 22 kg. Giá em bán về đến nhà là 2 triệu tư nha các anh nha. Anh nào đang còn cần. Cần cái con mà hàng hàng nặng không nha. Tại vì hàng nặng thì là cái miếng thép của nó là cái miếng thép ở trên cái đe á. Đe và cùng tất cả cái khối lượng của nó đều dày hết các anh nha. Đó, anh nhìn xem nè, anh nhìn theo, không có ánh sáng đâu các anh nha. Em đóng lại là không có ánh sáng đâu, đang còn rất mới nha. Em đảm bảo còn cái nào em buôn bán thì là các anh cứ tin tưởng đi, vì em bán có bảo hành nữa mà. Đó, nên là các anh cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Nó có bị lỗi như thế nào thì em cũng nói nha các anh nha, để các anh biết được là cái đó là với cái giá tiền như vậy và nó có thể chấp nhận được không. Đó, chẳng hạn như vừa rồi em có đăng một cái eto mà nó hơi bị răng nứt một chút đó. Đó, nên là em đã bán rồi nha, em đã bán rồi mà rồi có những anh vào sau cũng không lấy được nó. Đó, vì nó quá đẹp nhưng mà nó bị khi mà mình vệ sinh ra mình thấy nó có dấu răng nứt tí chỗ đó thì cũng mới nói với các khách hàng ha. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó, con này ngàm nó 100 nha, mở 150. Đó. Tổng khối lượng của nó là 22 kg. Đó, ngàm của nó là mới kinh kít luôn nha các anh nha. Đó, giá em bán về đến nhà là 2 triệu tư nha các anh nha. 2 triệu tư. Đó. Đầu năm em muốn vừa bán mà và vừa lì xì nha. Cho các anh xem coi có được không. Thấy hợp lý thì ủng hộ em. Rồi cái kế tiếp là cái con máy mài.
mấy mai nhỏ mini. Các anh hay hỏi cái con mini, mini thì em không biết mini như thế nào. Con này thì con bé lắm nè, con này thì cái đường kính của nó là đường kính đá của nó là chỉ có 100 thôi nhé các anh nha. Nè, đường kính đá của nó có 100 thôi. Đó, đường kính đá của nó 100 thôi, con này nó không có cử. Về các anh làm cử cho nó thôi. Đó, cái bệ cử bên này thì còn nè, còn bên này thì bị bẻ mất rồi nè. Đó. Đường kính đá 100. Còn cái hiệu của nó là hiệu Amro gì đây nè. Amro nè, nó có 60 W thôi các anh. 60 W à. Made in Japan các anh thấy không? Lần đầu tiên em thấy con máy mà made in Japan như thế này nè. Nó có 60 W thôi các anh nha, nó nhỏ. Để các anh làm việc nhỏ ở trên bàn á, đặt ở trên bàn các anh nè. Còn nói tới đá của nó thì em đá 100 của em, đá 100 rồi đá 80, đá 60 và tất cả luôn rồi đá là em đều có hết nha. Đó. Tại vì lấy cái hơi dòng đá này ở cái con này ở bãi vì nó không có đá, nó không có đá, em bỏ đá vô cho nó nè. Các anh nhìn xem nha. Con này em bán về nhà là 4,5 triệu nha. Anh nào mà đã khách hàng quen của em rồi thì không phải chuyển khoản. Còn anh nào mà lần đầu tiên đem mua của em thì chuyển khoản cho em 200. Đó. Coi như để làm tin đó. Rồi cái nó bị lỗi nè. Là dây nó bị xước các anh nha. Đó, nó bị xước. Nó bị xước là em phải lồng gen vô đây ha, lồng gen vô đây. Lồng gen để cho nó sạch sẽ nha. Đó, rồi em về em cắm máy cho em test cho các anh xem nè. Đó, nó là như vậy á. Em khởi động máy nè. Đó, nó là như vậy các anh. Anh nào xem con lấy được không? Đá nè. Anh nào làm việc nhỏ nhỏ, nhẹ. Thế là cái con này nó giống như thế này cho mấy anh thợ gì thợ gì đó, không biết. Nó có cái trục của nó sao nó dài là như thế này nè các anh. Đó. Bên này là viên đá miệng, bên này là viên đá phá, mà cái tua của nó cũng cao lắm các anh nè. Tua của nó cũng 3,000 đó các anh, tua của nó cũng 3,000 đó các anh ạ. Made in Japan Amro, hiệu của nó là Amro, 60 W, giá em bán về nhà là 450. Đó, anh nào chưa có lấy con này về cũng được. Đó, với giá rẻ rẻ về đến nhà có 450 thôi. Điện 100V nha các anh nha, các anh lưu ý giúp em cái. Điện 100V Made in Japan, thương hiệu của nó là Amro. Các anh nhìn lại coi cho nó. Nên là nó là một khối nhôm hết các anh nha, nó là một khối nhôm hết nha. Một khối nhôm đúc hết. Các nhìn xem ha, nó chỉ thiếu hai cái cử thôi. Về các anh kiếm hai cử bỏ vô cho nó thôi, độ hai cái cử. Anh nào biết làm sắt gì đó thì khoan lỗ và bắt vô cho nó lên cái để làm cái bệ để mình mài. Đó, giá em bán 4,5 triệu về nhà nha. Rồi anh nào coi có ủng hộ được đầu năm đó giúp em. Rồi con số 2 nha. Rồi tới con số 3 nha các anh nha. Em sẽ đây là cái số điện thoại của em để đây. Đây là con số 3. Con số 3 thì là con của cái con này là hiệu của nó là Senko nha các anh nha. Senko. Nó là Tokyo Senko đó. Nó là Tokyo Senko đó các anh. Các anh nhìn xem nha, đây là điện thoại của số điện thoại của em nè. Đầu năm anh nào đang còn cần nó để làm mài dao hay làm việc vặt vặt cho gia đình đó. Con này đang còn rất đẹp luôn các anh nha. Đá còn đá nguyên hết các anh nha. Đá em bán nó là đá Nhật hết. Đó. Đá nó còn nguyên bản của nó nha các anh nha. Đó. Các anh xem nè, đó, thương hiệu của nó nè. Nó Senko nha, nó là Senko 120W. Con này là 120W các anh nha. 120W nó một đá 150, cốt nó 10 ly nha các anh nha. Rồi 150. Rồi ở bên viên đá mỏng này là 64 nha các anh nha. Đó. Anh nhìn xem nha, đẹp lắm nè, đang còn mới kiên kít nè. Đó, giá em bán về nhà 620 nha các anh nha. 620.000. Đó. Giờ em test máy cho các anh xem nè ha. Em test máy cho các anh xem. Nó không chạy nghe không nghe tiếng đâu các anh nha. Chạy không có nghe tiếng động đâu. Nó còn êm hơn con này nữa nè. Đó.
Con này chạy còn còn êm hơn con này nữa. Bên này là viên đá mỏng nữa các anh nha, đá mỏng sáu đi tư này. Còn bên này là đá hai đá 16 này hay là đá 20 gì đó, độ dày của nó các anh nha, rất là êm nha các anh nha, không có nghe tiếng động nha, em đảm bảo lắm với anh các anh như vậy. Con này 620 về đến nhà nha các anh nha. Anh nào mà đã mua của em rồi thì nếu mà có điều kiện thì chuyển cho em cho nó bớt tiền thu hộ. Còn anh nào mà chưa mua của em bao giờ á, bây giờ thấy em bán nhưng mà để mà nhảy vô để ủng hộ em á, thì là thấy em bán mà cảm thấy nó hợp lý thì ủng hộ em thì phải chuyển cho em 200 nha. Đó, coi như làm tin lần đầu tiên. Còn những cái kênh, những cái clip sau này các anh ủng hộ gì thì các anh không còn chuyển khoản cũng được. Đó, các anh nhìn xem nha, đó đẹp lắm nha, 620 ngàn về nhà, các anh thấy có hợp lý không? Đá nó còn đầy hết các anh nha, đá còn đầy, đá đường kính 150 đó các anh nha. Đó. Còn chẳng hạn như là viên đá mà nó nhảy quá thì em rà đi khoảng gần ly 2 ly vậy thôi. Đó, đảm bảo với anh là với các anh là nó rất là êm nha, original hết, nó là riêng của nó hết các anh nha. Đó. Original, đó là riêng hết của nó đó các anh, không có em không có làm những cái chuyện tào lao mà bỏ đá Trung Quốc vào cho các anh đâu. Các anh yên tâm, mẹ đá Trung Quốc, đá Việt Nam thì các anh không có dùng được đâu. Đó. Nó vừa cứng mà nó vừa chai. Còn đá của Nhật của em hay bán thì là các anh cứ để nhẹ như thế này thôi. Đó. Rà nhẹ vô là nó tóe lửa rồi, nó ăn rồi, nó rất ngót rồi, nó bám rất là bám sắt. Đó, một lần nữa này em gửi tới các anh này, con số 3 nhé các anh nhé. Đó. Số 3 620 về đến nhà, còn con này là 450 nha, 60W, 60W nha các anh nha. Con này nó cốt của nó cũng là 12 ly 7 đó các anh nha, cốt của nó cũng là 12 ly 7 đó các anh, nó bé 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 vậy chứ mà cốt 12 ly 7 đó. Để em coi lại cái bảng thông số của nó nè, nó 60W, tua của nó cũng 2.900, 3.400, đá của nó là đá 100 560 Hz. Nhưng mà nó không có ghi cái thông số độ dày mỏng của cái viên đá với cốt. Nhưng mà cái cốt này là cốt 12 ly 7 đó các anh. Đó. Cốt chuẩn đó nha. Đó. Anh nhìn xem ha, được không? Có 450 thôi là có một cái tua của nó là một bên là 2.900, một bên 3.400 nha các anh nha. Đó, để các anh mài dao cũng ok luôn nha. Mài dao, liếc dao hay làm những việc nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi con số 3 nó qua nha các anh nha. Bây giờ tới con số 4, con số 4 này, con số 4 thì nó đắt hơn chút nhưng mà cũng so với mọi khi em bán thì là cũng rẻ, nó cũng rẻ hơn 100 ngàn nha các anh nha. Hình như đầu năm coi như em bán nha. Đó, để các anh có thể là sưu tầm coi coi cái kênh nào bán rẻ hơn em thì ủng hộ em nha. Đó, đây là số điện thoại của em nè. Con này là con Toshiba nha các anh nha. Đó, con này là con Toshiba. Con Toshiba này là Toshiba của Made in Taiwan nha các anh nha. Toshiba thì bây giờ nó làm cái thủ, nó đặt thủ phủ của nó là ở ở ở Đài Loan thôi nè. Đó, 150W, con này 150W các anh nha. Cốt 12 ly 7. Rồi đá của nó là 150. Cái viên đá dày của nó là 19 ly nha, còn cái viên đá mỏng nó là 6 ly 4. 150W. Đó, các anh nhìn xem nha, Toshiba. Đó, còn đầy đủ nha, nó bị thiếu cái cử. Đó, các anh này về làm cho nó cái cử, giá bán 7.500 về nhà nha. 7.500 về nhà các anh xem coi có được được không này. Máy chạy không nghe tiếng động thôi nha các anh nha. Không nghe tiếng động đâu. Nó cũng êm như cái con Tokyo Senko kia vậy á các. Em cắm điện này, em khởi động máy nha. Em kéo xịt cái camera lại. Đó, để cho các anh xem á. Máy nó chạy rất là êm luôn anh. Không nghe tiếng động đâu. Ở bên này, cái hộp này nó chạy nó tạo gió thôi, nó kêu u u u u thôi. Các anh mà về làm các anh tháo nắp này ra là không nghe tiếng động gì hết á, rất là êm nha, nghe tiếng ô o của gió nha, gió nó lồng nó hút gió trong cái hộp này, chứ còn cái máy rất là êm nha. 750 về nhà, nhìn xem này đó, đó. Các anh hãy phơn 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 nó thôi, đó. Mài nhẹ 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 nó thế này, nó chỉ bị lỗi con thiếu con cái một cái cử nha. Đó.
Toshiba Made in Taiwan. Máy chạy rất êm, làm việc gia đình là tuyệt vời nhé. Con số 4 là 750 về đến nhà nhé. Về đến nhà các anh nhận máy cho em là 750, con kia là 620, con này 450. Các anh nhìn xem coi thử được không. Quan trọng nhất là cặp đá thôi các anh. Đó, cặp đá Nhật nhé. Đá đang còn đá đầy luôn nhé, đá riêng 150 luôn. Đó, hai viên đá này chưa sử dụng nè, còn viên đá này thì là đã có sử dụng rồi nè. Còn hai cái máy 450 á, thì một viên chưa sử dụng nè, còn một viên thì sử dụng rồi nè, có dấu sử dụng rồi nè. Đó, nhưng mà nó sử dụng rất là ít thôi nha. Chặn 10 thì nó còn 9,5 như vậy các anh nha, mấy ly. Còn viên này còn 150 hết nè. Đó, 150, còn đây 145 vậy thôi. Đó. Rồi em bỏ này qua nha. Toshiba 750. Anh nào đang còn cần nó thì nhanh tay chốt nha. Giúp em nha. Ủng hộ đầu năm, đây là số điện thoại của em đây. Rồi tới cái con số, tại vì những dòng máy này là nó nặng nha, nên là em phải chuyển camera tới. Đó. Em gửi tới các anh hai con máy 9800 9800 mà em bán bằng giá cho cái những cái con 9300 thôi. Rồi các anh nhìn xem nha. Cái con này nè, đó, em coi này ha. Cái con này nó bị thiếu cái cử nè. Đó, nó thiếu cái cử nha. Các anh về làm theo như cái cử như em này ha. Đó, làm theo như cái cử như em là bỏ qua đây thôi. Đó. Cao thấp làm theo như vậy thôi. Ở bên này thì em làm được một cái thôi nè. Đó. Làm một cái để cho anh mài ha. Cái viên đá trắng này nè, cái viên đá bên này ha là nó đang còn nguyên nha, 125 này. Còn bên này là cái viên đá này là viên đá nước các anh nha. Đó, viên đá này là viên đá nước, nó chỉ còn có 101 thôi nha các anh nha. Nó còn 101 như là nó mất đi chứ 2 phân rồi. À, hết 1,5 phân rồi nha các anh nha. Nó hết 1,5 phân, người ta dùng hết 1,5 phân rồi. Đó. Đầu này là đầu nước vô nha các anh nha. Đầu này đầu nước vô. Đầu này là đầu nước vô này các anh nha. Nó nặng lắm nha, nặng 16 kg cơ. Nó 230W, 9800 nha các anh nha. Đó, anh nhìn xem nha. Đá này còn nguyên zin nè, đá này chưa sử dụng nè. Còn cái viên đá nước này đã sử dụng rồi này ha. Đó, đã sử dụng rồi, nó mất hết 1,5 phân rồi nha các anh nha. Đó, nó còn có 101 thôi. Đó, báo cáo với các anh như vậy. Đó, nó còn nguyên của nó đây. Đó. Đế của nó nè, đẹp không? Đang là đẹp không các anh? Nó còn nước sơn zin của nó nè. Nó còn đủ nắp này ha, nó còn đủ nắp. Nó còn đủ nắp. Còn cái này thì các anh chỉ cần tăng lên ha. Rồi mở cái này ra nha, nghiêng như bên trái bên phải như thế nào đó. Nghiêng á, nghiêng lại. Thì các anh mài nha. Mài đó. Rồi các anh siết này lại ha, siết này cứng lại. Rồi các anh mài nghiêng. Rồi cái phần mà lắc này. Các anh đặt cái vít vô đây ha. Siết hai con vít cứng vô đây ha. Con vít này nới ra thì để các mình mở ra mở vô cho nó dễ. Đến khi mà các anh đã cố định được cái chỗ mài rồi thì anh vặn xiên ốc vào lại. Đó, là nó sẽ cứng, nó không có độ lung lay nữa. Ở bên này cũng vậy nha các anh nha. Ở bên này cũng vậy. Nới nhẹ ốc ra là các anh mở ra mở vô được. Đến khi anh lắc lại để anh mài cố định nhá. Thì là nó có con ốc đây. Đó, nới nhẹ ra siết lại thôi. Làm rất là công năng nha các anh nha. Rất là công năng cho mình. Đó, các anh nhìn xem nha. Giá em bán về đến nhà nha, đầu năm này, anh nhìn xem ha. Đó, anh nhìn không được không? Đó, 9800 nha, đá nước nha. Đây là cái lỗ nước nè. Trong này nó có, nó dẫn nước vào đây. Nó có cái miếng nỉ ở trong này ha. Có cái miếng nỉ này. Để nó lấy nước từ đây lấy vào ha. Các anh treo cái bình lên cho nó cũng được. Làm cái ống nhựa nhỏ 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 cho nước nó vô đây. Rồi nước nó sẽ chạy ra đây. Rồi nó rớt xuống đây. Rồi các anh làm cho nó cái cử. Đó, 9800. Giá em bán về đến nhà là 1.150.000. 1.150.000 nha các anh nha. 230W. Makita nha, Makita cổ nè. Bây giờ em cắm điện nha. Đó. Em cắm điện nha, em test máy cho các anh xem nha. Đó. Các anh nghe tiếng que cái tiếng mà của cái hộp nhông này của nó quay không? Tại vì nó không có êm bằng cái con 9300. 9800 thì đó, thì bây giờ đã qua những lần em bán rồi á, thì bây giờ em thấy con nào nó không giống con nào, nó kêu rồi xèo như thế này. Đó. Mà các anh nói là 9800 nó chạy qua cái hộp nhông giảm tốc thì nó tạo ra cái tiếng kêu đó. Đó. Rất êm nha các anh nha. Bên này thì em không đụng tới nó đâu nha. Đá nước mà, cái viên này bị đá nước 1000 nha. Độ mịn của nó là 1000. Còn viên này là viên đá 600 mà. À khuyên, chứ em xin lỗi, đá 60 đi khuyên. Viên đá này viên đá 60 nè. Để các anh mài á, mài
em siết lại nha, siết lại cứng nha. Rồi em xoay nha ha, xoay đó để cho nó vuông nè ha, cho nó vuông góc nha. Là các anh siết lại, là tăng nó vô nha, đó, tăng nó vô. Còn bên này cái này nữa, ra vô là ở bên này nha các nhá. Vặn ra vặn vô là để cho nó chạy ra chạy vô. Còn nghiêng ngã như thế nào thì các anh tự làm đó, theo cái này là làm cho nó cái. Đó, giá em bán về đến nhà là 1.150.000 nha. Đó, 1.150.000. Anh nào lấy con này thì chuyển khoản cho em 300. Còn anh nào mà cảm thấy tin tưởng em bán cho sự uy tín cao thì chuyển khoản cho em, để cho em bớt đi cái phần thu hộ nha. Nó nặng 16kg đó các anh ạ. Những dòng này là các anh dùng hết đời luôn các anh ạ. Đó, nó đầm, nặng và mạnh ha. Đầm, nặng và mạnh nữa. Các anh nhìn xem nha. Đó, 9800 thì nó tạo ra cái tiếng kêu rào trong hộp nhông như vậy các anh. Hai con và ba con, bốn con, em bán trước hai con rồi mà thế em thấy nó giống nhau hết. Đó. Rồi cái con số 5 này nha, về đến nhà là 1.150.000. Tại vì tiền ship của em là hơn 150 rồi. Khoảng 150, 130 tới 150 rồi nha. Tiền ship á các anh ạ. Tiền thùng xốp rồi nữa thì em nghĩ là chắc cũng làm khoảng 150 mất rồi. Đó. Các anh coi thử ai bán mà những dòng máy 9800 mà đẹp như thế này không? 1.150.000 về nhà. Rồi em kế tiếp cái con số 6 nha. Con số 6, con này là hơi đẹp nữa nè. Con này thì là cũng là 9800 nè. Nhưng mà hai cái cử này là hai cử riêng của nó nè các anh. Hai cử nó theo máy đó các anh ạ. Hai cử theo máy nha. Đó, anh nhìn xem nha. 9800. Cái viên đá này là nó còn 125 luôn nha các anh nha. Đó. 125 luôn. Đó, anh nhìn xem nha. Đá nước 1000 nha. Bên này có miếng nỉ chảy nước vô đây. Đó. Viên đá 1000 nha, đá nước nè các anh nè. Nhưng mà nó bị lỗ một tí thôi, nó bị hơi bị nó hơi bị mẻ một chút ở chỗ này nha các anh nha. Một chút thôi, em thông báo với anh các anh như vậy. Nó hơi có dấu xước chỗ này một chút. Đó, anh nhìn xem nha. Đó. Các anh nhìn thấy rõ không? Đó. Còn cái viên đá bên này đang còn nguyên luôn nha các anh nha. Đó, nguyên 125 luôn. Còn hai cái cử này là hai cái cử riêng của nó nha các anh nha. Hai cử riêng của nó luôn nè. Các anh nhìn xem nha. Đó, cử riêng của nó đó, xoay qua xoay lại đó tùy các anh nha. Vặn vô vặn ra, đó, siết cứng lại. Mở nới ra nới vô. Đó, các anh hay nộm, nếu mà nó cứng thì các anh mở nới ốc ra nha. Đó, em đang siết cứng con ốc này để cho nó khỏi gập gình nè các anh không? Chứ không bị nới ra là nó hơi gập gình. Đó, nới ốc này ra là các anh để vặn ra vặn vô cho nó nhẹ. Này quay ít thì em để em làm luôn. Em hướng dẫn cho các anh để các anh biết là vì nó là như vậy chứ nó không có. Đó, mở nới ốc ra nha. Đó, nới ốc ra là các anh xem vặn ra vặn vô nó rất là nhẹ nha. Rồi đến khi mà các anh đã cố định được rồi á, cố định được cái góc của mình mài đó thì các anh siết ốc lại ha, cho nó cứng. Chứ nó hơi bấp bênh chút này thấy không? Đó, đó nó như vậy nè. Đó, nhìn xem nha, rồi em siết lại nè. Đó, cứng ngắc nha. Thì nó không còn độ rung lay nữa. Mà ở bên này cũng vậy nha các nha. Đó, ở bên này cũng vậy. Đây là mình nới ra nha, nới cho nó chạy ra. Còn cái cử này á là nè, anh coi đó, nó như thế này. Các anh siết ốc dưới này là nó sẽ cứng ngắc lại. Rồi cái này. Đó, cái này là nó cao thấp nha các nha. Đó, nó xoay như hướng này. Đó. Còn cái nút ở dưới này á là nâng lên cái góc này góc 45 này ha. Đó, coi như góc 45 đi. Đó, các anh nâng lên ha. Nâng lên. Cho nó thành vuông góc thành góc nó được góc 90 luôn các anh nha. Đó. Cái cử riêng của nó như này đây nè. Đó, để nó tăng lên đó các anh nè. Đó, tăng lên. Đó. Anh xem nha. Đó, tăng lên. Rồi anh có thể là các anh để nằm nó xuống cũng được ha. Đó, nó hạ nó xuống nè. Các anh nhìn xem ha, đó. Tại vì nó kết cấu của nó bằng ốc hết các anh nha. Đó. Các anh bỏ xuống nè. Đó. Đem nới ra cho nó vừa nha. Đó, anh nhìn xem nha. Đó, nó vậy á. Đó. Con này đầu năm em bán là 1.500.000 về nhà nha các anh nha. Nó có được màu vàng cử của nó đẹp nè các anh nè. Đó, anh nhìn thấy không? Đó, nó vuông rồi nè. Đó, nó vuông nè. Các anh chưa lắc ốc mà dưới là lại cái là nó cứng thôi nha. Đó. Nó cứng để cho nó cố định chắc luôn để mình mài cho nó chuẩn những cái bậc các anh mài đó.
là như vậy nha. Đó, siết ốc này lại nè, nó siết ốc này lại nè, lấy đuôi vuông xong là nó hết xoay rồi nè ha, siết ốc dưới này lại nữa, nó có ốc tám ở dưới này, siết lại là nó cứng ha. Đó, còn cái phần này là cái phần mà tăng lên ha, tăng nghiêng lên ha, tăng lên, các anh nhìn xem ha. Đó, các anh muốn nghiêng bao nhiêu thì các anh cứ việc tăng lên nha. Đó, tăng lên rồi vặn ốc này vô, nó chạy vô ha, nó chạy vô, nó canh mài thôi. Rồi bây giờ em khởi động máy nè. Ồ, sorry em chưa cắm điện. Em chưa cắm điện. Bây giờ em cắm điện, em test cho các anh xem ha. Đó, nó cũng vậy, nó 9800 thì nó cũng giống nhau nha các anh nha. Nó cũng kêu lọc cọc nên kêu cho cái ổ nhôm của nó. Em khó thử coi. Rồi, nè, em khởi động máy nè. Con này nó có thêm hai cửa rồi, nó nặng lên 17 18 kg gì đó anh. Con kia 16 kg rồi. Con này 17 kg 17 18 kg gì đó anh. Rất là nặng nha. Đá nó cũng là còn gần như đang còn nguyên zin luôn các anh. 1,5 triệu về nhà nha. 1,5 triệu về nhà. Đó, anh chuyển khoản cho em. Con này các anh chuyển cho em 400. Đó. Còn anh nào mà đã mua đồ của em rồi thì có điều kiện thì chuyển khoản cho em để cho em bớt đi tiền cứu hộ. Đó. Còn bên này thì là em không có ấy đâu, em không có gà vào đâu. Tại vì nó là đá mịn mà. Đá mịn 1,000 đó các anh à. Đá nước nha các anh nha. Đá nước 1,000, đá mịn. Hai trăm ba mươi watt Makita 9800. Những dòng là dòng đời cổ, chắc bây giờ người Nhật họ không còn sản xuất những loại này nữa đâu. Các anh nhìn xem nè. Giờ em lấy nó ra đi ha, lấy cái cử này ra em nghiêng lại cho các anh xem tổng thể của cái máy. Đó, đây là cặp cử của nó nè. Đó, cặp cử zin của nó nè, cử theo máy của nó theo coi. Hai cái vàng này. Đó, bên này ha, các anh nhìn xem nè. Đó, trước và sau của nó như thế này đây. Đó, bên này nó thiếu một cái nắp nha các anh nha. Con này nó thiếu một cái nắp. Đó, nó thiếu một cái nắp. Rồi em cho các anh coi cái phần đít nó nè. À, nó cũng còn nước zin luôn nè. Nước xanh zin của nó luôn. Rồi về đến nhà là 1,5 triệu nha các anh nha. Đó, đây là combo của nó đây. Đây là con số 6 nha các anh nha. Con số 6, 1,5 triệu. Rồi em kế tiếp, em gửi tới các anh. Em bán vừa bán khai xuân mà cũng là bán lì xì nha các anh nha. Coi thử các anh có lấy được không. Rồi kế tiếp là em gửi tới các anh. Cái con này là của hồi năm ngoái thôi các anh. Đó, còn những dòng máy nước khác thì em chưa có đi bãi lại. Nên là em bán là con này nha. Đó, các anh nhìn xem nha. Con này là đá của nó là đá 200 này các anh nha. 3 phân này, 200 này. Đó, đường nước vào là của nó đây nha các anh nha. Đó, các anh bỏ nước vô chỗ này ha. Gắn cái ống thì vô cho nước chảy vô đây, mở van rồi, nước này là nước ra. Cái con này nó không có ngậm nước mà nó chạy nước trực tiếp rồi nó ra luôn nha các anh nha. Nó không có chứa nước, đó, nó không có chứa thau nước mà nó chỉ là nước chạy thẳng vô viên đá để cho các anh mài mà nó chảy ra thôi. Chứ nó không có chứa nước nha các anh nha. Đó. Cái miếng này nó hơi bị mẻ một chút nè các anh nè. Đúng là nó phải lên cao đây một chút nữa coi. Còn đây là cái cử của nó nè. Đó. Gắn trực tiếp nó, con này là 100W nha các anh nha. Con này 100W, còn cái tua của nó các anh nha, nó nặng 10 kg. Còn tua của nó là chỉ có 550 cho tới 600W thôi các anh ơi. À quên, 550 cho tới 600 vòng à. Nó có 550 tới 600 vòng thôi các anh. À, đây nè nó. 550 tới 600 vòng thôi. Nặng 10 kg nè. Đá này là đá 205 nè. Đó, nhưng mà người ta mài nó bị lỗi, nó bị nhảy nên là em phải rà lại hết nha. Họ dùng hết vài ly rồi nó bị lỗi, em mài hết vài ly nữa thì nó còn là 200 nha. Đá này là đường kính của nó còn 200 nha các anh nha. Đó, dày 3 phân còn nguyên vẹn của nó, không có tì vết gì hết nè.
Còn độ mịn của nó là độ mịn nó một là 800 nha các anh nha. Những dòng đá này là độ mịn 800. Độ mịn 800 nha các anh nha. Để các anh coi như là mài thô á, mài dao rất là nhanh nha các anh nha. Đó, giờ em test nha, về đến nhà là 1.400.000 nha các anh nha. Đó, em bật công tắc mất rồi. Đó, em giờ em tắt công tắc đi đã. Đó, nó như vậy đó. Đó, các anh nhìn xem được không? Đó, nên là các anh là cho nước nó vô, mở nước nó vô là nước nó sẽ cuộn dưới đây mà nó sẽ chảy ra đây. Đó, nó chảy ra dưới nha. Nó chảy ra dưới đây. Đó, đường nước là đường nước vào. Đó. Nên là các anh để cho nó chuẩn ha. Đó, để cho nó bằng nha các anh nha. Rồi các anh để như thế này thôi. Đó. Rồi các anh siết lại. Anh canh cái độ nghiêng của con dao, rồi các anh siết hai con ốc lại. Rồi lúc đó chúng ta chỉ việc rà thôi ha. Đá này đã phá nha, đã thô nha. 800 nha các anh nha. Đã thô 800. Mài những dòng đá này các anh mài nó nhanh lắm nha. Nhanh lắm. Đó, nhanh bén ha. Đá nước các anh nha. Rồi bây giờ em tắt nha. Nó chạy cái motor ở dưới này, nó kéo dây cu loa lên trên này. Trên này là hai cái hộp bi. Hai cái hộp bi đứng nha. Đó, bi đứng để nó bắt cái trục vô đây, nó bắt viên đá này vô đây. Ở dưới này là một cái motor nha các anh nha. Nó kéo dây cu loa lên. Đó. Nó cao đây nha. Nó cao nha các anh nha. Đó, nên các anh là cảm giác là ngồi mài nó mà nhanh, nó chuyên hơn nha. Mà mài tất cả những cái thứ gì mà các anh muốn mài cũng được nha. Tại vì nó là đá 800 mà. Nó gọi là đá thô đó các anh. Đó. Mài dao mài gì mà những thứ gì mà các anh cần mà để mài mà khỏi sợ nó nóng nó hư á thì cứ mài nó thôi. Mở van nước ra, các anh đổ cho nó cái van nước chỗ này thôi, mở ra là nước nó chảy. À, nước nó chảy xuống đây, nó cuộn lên đây. Rồi nó chảy ra ngoài đây. Đó vậy thôi. Về đến nhà là 1.400.000 nha các anh nha. Đó, tổng chiều cao của nó là 370 nè các anh nè. Đó, từ đây 370. Nên các anh ngồi cao lên chút, kiếm cái ghế ngồi cao lên chút, ngồi cứ để mài thôi. Rồi các anh đem ra xong rồi các anh sẽ đem ra để mài qua đá bùn. Liếc qua đá bùn thì con dao nó sẽ ngót hơn nha. Đó, tổng. Đó. Còn đây là cái đáy của nó nè. Đó, đáy của nó nè. Đó. Dưới này cái motor nè các anh thấy không? Cục tụ thật là to nè. Đây là thông số của nó nè. Nó là tiêu, cái hiệu của nó là cái gì đó. New Kotobu gì đó, Kotobuki gì đó. Của Nhật, tên của nó là của Nhật, em chẳng hiểu. Nó ghi về 15.88 là gì đây em biết nữa. Nặng 10 kg, tổng khối lượng nó là 10 kg. Đó, anh nhìn xem ha, lấy được không nha? Giá về đến nhà, đó, em gửi, em bỏ thùng xốp gửi cái anh. Là 1.400.000 nha các anh nha. Đó. Quan trọng là cái viên đá này còn đẹp nè, 200 nha các anh nha. Đá còn độ dày 200. Rồi, em sẽ bỏ qua nha. Con này là con số 7, con máy mài nước nha. Rồi tới con số 8. Con số 8 là em gửi tới các anh cái con ghim, súng ghim bắn điện nha các anh nha. Hitachi nha. Đó, Hitachi. Con này em bán về nhà 500 nha. 500. Đó. Cái ghim này là ghim phổ thông nha. Anh nào cần nó mà không có mua được ghim á, ở nơi các anh vùng các anh không có, hoặc là vấn đề mua khó thì cứ alo cho em. Lấy máy xong rồi là cứ alo cho em. Alo cho em báo Thái mua dùm anh cái hộp ghim như nó là 40 mấy ngàn nữa các anh nha. 40 mấy 50 ngàn, nó là 3.000 ghim hay 5.000 ghim gì đó. 5.000 ghim thì phải, em nhớ hồi trước em mua cho anh gì đó. Là 5.000 ghim sao á, 5.000 ghim là như là 48 hay 50 ngàn gì đó các anh. Ghim của nó nè. Đó, ghim nó cũng là ghim phổ thông nữa nha. Để mình bắn yên xe mui nệm. Rồi bắn gì đó, bắn... Đó, các anh nhìn xem ha. Hitachi nhá. Hitachi. Đó, xài đến muôn đời luôn nha. Các anh nhìn xem, để em test. Em test cho các anh xem nha. Đó, vậy em kéo máy xịt ra một chút. Các anh nhìn xem nè. Em lấy gỗ này ha. Gỗ nha, gỗ bắn nè. Đó, 500 về nhà. Đó,
Anh mà nhìn xem em bắn nè, nhìn thấy không? Đó. Em bắn 3-4 cái nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó, anh nhìn xem ha. Nhanh, nhẹ nhàng. Kim của nó là kim 10 á, độ sâu của nó là 10 nha các anh nha. Đó. Còn các anh cứ alo, mà kim là những dòng kim phổ thông mà các anh dùng kim phổ thông. Anh nào không mua được kim thì cứ alo em lấy giùm cho. Đó. Rồi, tổng cộng nếu mà lấy hộp kim nữa là 50 ngàn nữa, là 500 rưỡi. Tại vì nó cũng 40 mấy ngàn á, 48 ngàn gì đó, em nhớ nhớ vậy. 500 về nhà nha. Còn súng này 500 về nhà. Súng kim Hitachi nha. Rồi con số 8 em gửi tới anh, rồi tới con số 9 nha. Hôm nay em sẽ đăng là những cái dòng máy mà em chưa bán được. Anh nào coi vô đang cần nó thì alo em. Đó. Con số 9 là con bào nha, bào Makita 480W. Lưỡi của nó là lưỡi 82 nè. Đó, anh nhìn xem ha. Lưỡi 82 lưỡi phổ thông nha. Anh nhìn xem ha. Nè các anh nhìn lưỡi đó nè. Đó, về các anh chỉ cần tút nhẹ lưỡi lại thôi. Tháo ra rồi tút lại đá bùn là nó ngót ha. Là nó sẽ long lanh. Makita nha các anh nha. Đang còn mới luôn nha. Các anh nhìn thêm cái miếng sốt của nó đang còn mới kinh kít nha. Rồi em sẽ test bào cho các anh xem nha. Giá em bán về nhà 500 nha. Đó, 500 đầu năm nha. Makita chạy êm lắm các anh nha. Nghe tiếng máy của Makita. Anh nhìn thấy không? Nó bị cấn tí cái vỏ nhựa chỗ này nha. Đó. Đó, cái lỗi của nó mẹ muốn nói đó. Đẹp nha. Makita. 480W. Điện 100V nha, các anh lưu ý giúp em nha, điện 100V. Mà lưỡi của nó là lưỡi 82 này, nó ghi rõ nha các anh nha. Rồi, con này về nhà là 500 nha các anh nha, 500. Rồi, em sẽ tiếp tục. Rồi tới cái con số 10 nha các anh nha. Con số 10 là con vít nè ha. Con vít này là vít rao bi nè. À, con chuyên bắn vít nè. À, dây của nó là dây là 10 mét sau các anh. Em cuộn nó lại cho nó gọn nha, tại vì nó dài quá, dây nó dài quá nha. À, con vít nha. Con vít này là nó 360W, nó hơi mạnh nha các anh. Con này là made in China nha các anh nha. Con này là made in China. Ryobi nhưng mà nó là made in China. Điện của nó là 50Hz, 60Hz. Tua của nó là 2007 nha. Đó, con số 10 350 về nhà. Điều quan trọng là cái đầu nó đang còn cứng ngắc nha. Đó, chưa có độ lung lay gì hết nha các anh nha. Em test nha. Đang còn thắng từ tốt nha. Trái phải nè. Đó, em test súng cho các anh xem nè. Chết cha rồi. Quên rồi, không có cái mũi rồi các anh ơi. Để em với với rồi coi thử có cái mũi nào không? Ở gần 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 không? Không biết có vừa được nó không đây. Em lấy cái mũi này nó nằm trong cái tầm tay, không biết là có bỏ vô được không đây, tại vì nó là hai đầu không biết nó cạn sâu như thế nào đây. Để em gắn vô nha. Biết nó có vừa khớp nó không? Rồi chắc được á. Được các anh. Đó, nó sâu mà. Không được. Không được à? Ủa, sao vậy? Lại đi. Lại thử coi. Em kéo nó lên, em bỏ nó xuống thử đúng không nó. Rồi, được rồi. Cái nhìn xem nè. Em bắn vít nè. Bắn vít nè, vít nè. Bỏ vô nè. Wow. Chán vậy trời. Đâu rồi?
Wow, nó bắn mất đâu rồi. Có một cây vít nè, lấy con cây vít nè. Rồi, cũng nhìn thấy được nó bắn vào trong cái hộp máy. Để các anh nhìn xem nha. Đó, em xoay nha. Đó, vít nè. Em không có mở dây ra đâu, tại vì dây nó ra dài lắm. Các anh nhìn xem nha, em test nè. Súng nè. Wow, nhẹ nhàng lắm các anh ơi. Nhẹ nhàng quá. Để em kia lên chút anh. Em bắn cho các anh xem, lấy ra nha. Nhẹ nhàng chưa? Đó, trái phải nha, giờ cho nó vô lại nè. Bắn xuyên hai lớp luôn nha. Nhẹ nhàng nha các anh nha. 350 về nhà. Đó. Đáng để các anh sưu tầm không? 350 về nhà nha. Made in China. Hiệu của nó là Ryobi. Đang còn khá mới. Dây 10m. Rồi, em gửi tới các anh con số 10. Rồi, bây giờ tới cái viên con cuối cùng, em gửi tới các anh chỉ có 11 số thôi. Con cuối cùng là cái con này á, là cái con này á là em đăng cũng hai lần rồi mà rồi nó em chưa bán được, nhưng mà đầu năm rồi em cũng lấy ra em đăng lại cho nó vui. À. Nhưng mà con này thì là nó không có, em không có hạ giá được nữa đâu các anh nha. Tại vì những dòng này nó hơi hiếm mà nó hơi giá nó hơi cao các anh nè. À. Con súng rút đi về nha các anh nha. Con súng rút đi về. Nó là của Hitachi. Nó là của Hitachi nha. Con này thì nó mất cái nước zin nè, nó mất nước sơn zin. Nước sơn của nó là màu xanh, màu xanh lam các anh. Con này thì người ta sơn màu vàng nữa nè. Đó. Rồi nó còn bị lỗ đi nữa nè, đó bị nứt đi nha. Em dán kỹ lại rồi nè. Đó. Hitachi nha các anh nha. Bây giờ em test súng cho các anh xem nè. Thích nó lắm nha các anh. Thích nó lắm. Nó không có tạo ra cái tiếng gì đâu các anh ơi. Các anh xem nè, đó, các anh kéo này xuống ha, kéo này xuống. Các anh thả ra, rồi các anh kéo nè. Đó, nó nổ á, nó rút vô là nó nổ bụp. Rồi bây giờ em sẽ rút ra vô nè, các anh xem nè ha. Kéo này xuống nha. Đó, mình cho cái ly ve vô nha. Đó. Rồi nó bị kẹt gành nè các anh ơi. Em lộn rồi, em lấy cái chân của cái chân chân 4 mất rồi. Mà cái đầu này là đầu chân 5 mất rồi nên là nó vô luôn cả cái này. Nó vô luôn cả cái nhôm nên là nó bị kẹt, nó không có thụt ra được rồi. À, nên là các anh phải này, nó vô nhôm rồi nè. Nên là các anh phải lưu ý nha, phải thay đúng đầu nha. Em sẽ gửi cho các anh hai cái đầu, một cái đầu 4 và một cái đầu 5. Đó, một cái đầu 4 và một cái đầu 5 nha các anh nha. Để các anh làm nha. Đó, bây giờ thì nó bị kẹt mất rồi. Kẹt nó không, nó bị kẹt cái nhôm rồi, nó không ra được cái đinh đâu các anh ơi. Bây giờ mình phải mở nó ra. Đó, mình phải mở, mình lấy ra thì mới ra được. Con này là 550 nha. Những dòng như thế này thì em bán luôn bảo hành cho các anh. Vậy thì nó luôn mãi mãi mà nó tốt. Đó, các anh sẽ dùng mãi mãi luôn. 12 tháng sau hoặc là 24 tháng sau thì có gì cứ alo cho em nha. À, em gửi cho các anh cái khác hoặc là em trả lại tiền. Điện thoại bán bảo hành cao như vậy đó các anh, tại vì em biết được là những cái dòng này nó còn mới như thế nào á, nó còn tốt á. Đó. Đó. Nó như vậy á. Con số 11 nha, 550 về nhà. Đó. Những thứ này thì em không có bán, không thể nào lấy nó rẻ hơn được nữa để mà bán rẻ đâu các anh nha. Những dòng này nó hiếm. Bở bãi thì nó biết được những thứ này, cái công dụng của những cái con súng live này nó bán giá cao lắm các anh. Rồi Điện Thái sẽ tổng quan qua cái trong các cái số mà em đã đăng nhé, em đã quay nhé. Đầu tiên là con Eto 22kg, tới là con máy mài nhỏ 60W, đường kính đá là 100, rồi tới cái con máy mài số 3 là đường kính đá là 150, 620 về đến nhà. Rồi tới số 4 là con Toshiba đá cũng còn zin luôn,
150W. Rồi là tới hai con máy mài Makita 9800 nha. Đó. Rồi tới con số 7 này là con máy mài nước nha. Máy mài nước, rồi tới con số 8 là cây ghim nha các anh nha. Đó, cây ghim điện 100V hết nha, điện 100V. Rồi tới con số 9 là con máy mài, con máy bào nha, bào Makita. Rồi tới con số 10 là cây vít nha các anh nha. Cây vít của Ryobi nha. Đó. Rồi số 11 là con súng rút đi về cho các anh nào mà có đặc thù mà phải làm cửa nhôm, cửa kính nhiều hay làm những cái việc gì mà bấm nhiều, bóp mỏi tay ha. Lấy con này về là coi như dứt điểm nha. Vừa sưu tầm luôn nó cũng hay nữa. Thị trường mình nó không có những thứ này đâu. Mà có 550 à, nó rẻ vô cùng rẻ, tại vì những thứ quỷ gì bây giờ ở cái đồ của Trung Quốc thì nó cũng là 400, 500, 600, 700 rồi các anh. Đồ Hitachi là các anh xài hết đời luôn. Rồi đây là số điện thoại của em. Rồi một lần nữa Đình Thái gửi tới các anh cái số điện thoại là cái số cuối cùng đó, để các anh xem coi những cái gì ủng hộ. Cái vì những đầu năm thì em chỉ thấy là các anh chỉ cần những cái máy mài thôi, hỏi em những cái máy mài thôi, nên là 1, 2, 3 cái này đó. Cái con số 5 này là giá nó em bán cũng bằng cái con 9300 đó, mà con này là cái con 9800 này nó là có đá nước nữa, nên là nó bằng giá. Nên là các anh, em nghĩ rằng là anh bố hôm nay anh nào hỏi thì chốt con đó nha. Rồi những con máy mài nhỏ này nữa nè đó, máy siêu êm mà giá về đến nhà thì siêu rẻ đó, em gửi tới các anh nha. Tại vì những dòng đá, những dòng máy mà Toshiba như thế này nè, nó các anh nhìn xem nè, em cứ bán trung bình cái giá em nhập vô mà em bán ra là 900.000 nha các anh nha, 900. Con nào mới thì có lẽ là lên tới 950 đó, mẫu mã nó mà sáng trưng là 950 các anh. Còn những dòng này là dòng 750 nha, 750 đó, 750, 700 tùy con nha. Đó, em bán 620 về nhà đầu năm. Rồi Điện Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người nha. Rồi mong các anh xem qua, đang cần gì thì ủng hộ em những cái clip đầu năm nha. Rồi Điện Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người nha.